Chào mừng các anh chị đến với The Crypto Views. Các anh chị thân mến, hôm nay tôi sẽ review cho các anh chị một cái hệ thống ecosystem có tên là HecoChain, hay viết tắt là Heco. Đây là một hệ thống thuộc tập đoàn của Huobi Group, tập đoàn sở hữu cái sàn giao dịch tập trung top 3 thế giới có tên là Huobi. Thì trước khi đi chi tiết vào hệ sinh thái của HecoChain thì chúng ta sẽ điểm lại một số các cái thông tin về tập đoàn Huobi để các anh chị có thể nắm rõ. Tập đoàn Huobi hay còn gọi là Huobi Group là một cái tập đoàn được thành lập vào năm 2013 do founder là Li Lin, người trên màn ảnh của quý vị là người co-founder thành lập ra. Thì có hai cái quỹ tài trợ cho cái tập đoàn Huobi trong suốt thời gian qua. Thì cái quỹ đầu tiên đó chính là quỹ Gen Fund, mà trên màn hình của quý vị các anh chị thấy là đây là chủ tịch của quỹ Gen Fund. Cái quỹ thứ hai có tên là Shibuya Capital, thì trên màn hình của các anh chị đây là những cái thành viên chủ chốt của cái quỹ mà đã rót vốn vào trong cái Huobi Group từ cái thời kỳ đầu. Hiện tại thì cái hệ sinh thái của tập đoàn Huobi khá là rộng lớn, gần như bao trùm tất cả các cái lĩnh vực liên quan tới tiền kỹ thuật số, các nền tảng blockchain, các cái công nghệ kỹ thuật số. Thì trong đó vừa tháng 5 vừa qua, đó là tháng 5 2021, thì Huobi họ đã hợp nhất lại các cái tổ chức của tập đoàn, ví dụ như là Huobi EcoFund hay là Huobi Capital hay là Huobi DeFi Lab, để họ tạo ra một cái quỹ nó có tên là Huobi Venture. Thì cái quỹ này đầu tiên được rót vốn vào là 100 triệu đô la trong vòng 3 năm để giúp cho các cái dự án về nền tảng blockchain cũng như là các cái dự án chuyên về lĩnh vực DeFi. Bên cạnh đó, họ còn dành ra khoảng 10 triệu đô la để hỗ trợ cho các cái dự án liên quan tới lĩnh vực NFT. Thì đây là một trong những cái tái cấu trúc trong cái tập đoàn của Huobi. Có một số nguồn tin cho rằng cái việc tái cấu trúc này để hướng đến cái tập đoàn Huobi có thể trong thời gian tới, 1-2 năm tới, chúng ta có thể thấy là họ sẽ trở thành một cái tổ chức tài chính có trụ sở tại Hồng Kông, và rất có thể là họ sẽ niêm yết cái cổ phiếu của Huobi trên Hồng Kông, cái cách mà giống như Coinbase hay là sắp tới là Binance họ đang làm. Thì như các anh chị đã biết đó, thì thường một cái sàn giao dịch tập trung khi mà đã nổi tiếng và có một cái số lượng giao dịch nhất định thì họ sẽ có một cái nền tảng blockchain riêng. Thì ví dụ như sàn giao dịch Binance thì họ có cái nền tảng blockchain là Binance Smart Chain, hay viết tắt là BSC. Còn sàn giao dịch KuCoin thì họ cũng có cái nền tảng blockchain đó là KuCoin Chain, hoặc là sàn giao dịch Gate.io đó thì nó cũng có là Gate Chain, thì Huobi nó cũng có là HecoChain, hay còn gọi là Huobi Ecosystem. Thì bây giờ chúng ta sẽ điểm qua xem cái sàn giao dịch tập trung của Huobi họ có quy mô như thế nào trước khi chúng ta đi tới phần tiếp theo. Trên màn hình các anh chị là một cái token Huobi. Token này có ký hiệu là HT, là cái token sử dụng chính, nó gọi là native token phục vụ chính cho sàn giao dịch Huobi, đồng thời nó cũng là native token phục vụ cho cái hệ sinh thái của HecoChain. Cái chúng ta có thể vào cái website của Huobi, nó có một trong hai cái website ở đây, một website nó dẫn tới sàn giao dịch, còn một website nó dẫn tới là cái ví của sàn giao dịch Huobi. Cũng như là cái ví của HecoChain. Thì chúng ta có thể vào cái trang đó, chính là cái sàn giao dịch Huobi. Nó có cái địa chỉ link là huobi.com. Và ở đây là một trong những cái sàn giao dịch nó có cái khối lượng giao dịch gần như đứng top 3 trên thế giới. Nó chỉ có cạnh tranh với Binance và Coinbase. Thì các anh chị thấy cái khối lượng giao dịch trong vòng 24 giờ qua ở đây đã lên tới là 31 tỷ đô la và có 397 cái cặp crypto đã được niêm yết ở trên sàn giao dịch này. Thì các anh chị có thể vào đây, các anh chị mở một cái tài khoản ở đây và các anh chị thực hiện cái việc xác minh tài khoản theo đúng cái quy trình họ đưa ra thì anh chị có thể giao dịch. Thì cái sàn giao dịch Huobi này, cái phí giao dịch của nó khá là rẻ. Đây là một trong những sàn giao dịch đến từ Trung Quốc, và những sàn giao dịch này có tham niên rất là cao từ năm 2013. Và tính đến thời điểm này thì cái giá trị giao dịch của họ qua nhiều năm, người ta đã ước tính, người ta đã thống kê được là trên 1.000 tỷ đô la, và là một trong những sàn giao dịch đi đời đầu trước cả sàn giao dịch Binance. Sàn giao dịch Binance thì ra đời từ năm 2017.
thì các anh chị có thể vào đây, các anh chị có thể tham khảo thêm để các anh chị giao dịch. Nó có rất là nhiều các cái module và tính năng ở đây. Tiếp theo đó, nếu như các anh chị sử dụng mà muốn sử dụng cái ví của Huobi thì các anh chị có thể tải cái ví của Huobi dùng cả cho được Android và iOS. Thì ở đây nó là Moonchain Support, là nó có thể hỗ trợ cho các anh chị là rất là nhiều cái hệ sinh thái ở đây, chứ không những là chỉ hệ sinh thái của Mobi. Thì bây giờ các anh chị biết rằng khi mà có nhiều cái nền tảng blockchain ra thì người ta có những cái giao thức để gọi là Moonchain giao tiếp, có nghĩa là đa chuỗi với nhau. Thì trên các cái ví hiện tại có rất là nhiều cái loại ví có thể giao giao tiếp đa chuỗi với nhau, như là ví Coin Wallet 98 của Việt Nam mình, hoặc là ví Huobi này, hoặc là ví Pocket, hoặc là ví MetaMask, vân vân. Có rất là nhiều loại ví, nó có thể là tích hợp được rất là nhiều cái nền tảng ở trên cùng một cái ví mà các anh chị sử dụng rất là tiện. Tiếp theo đó là các anh chị chúng ta đến với cái hệ sinh thái của HecoChain. Thì hệ sinh thái của HecoChain là gì? HecoChain nó là một cái hệ sinh thái ưu điểm hơn cái nền tảng blockchain của ETH 1.0. Nó là sử dụng cái hệ sinh thái mạng blockchain 3.0. Thì ở đây cái họ đưa ra cái so sánh của họ đó chính là cái tốc độ giao dịch. Cái TPS này là trên 500 cái TPS, có nghĩa là trên 500 cái per second, transaction per second, là 500 cái giao dịch trên một giây. À, các anh chị hiểu nôm na là các anh chị gửi đi một cái giao dịch cho tới khi bên bên cái ví bên kia họ nhận tiền thì nó mất khoảng 3 giây. Thì hôm cái video trước các anh chị cũng đã có cơ hội so sánh được cái nền tảng của Solana hay là Avax, có nghĩa là Avalanche, thì cũng tầm 2 tới 3 giây. Rồi Polkadot nó cũng tầm 2 tới 3 giây. Thì cái mạng Heiko này nó cũng có cái tốc độ xử lý cũng rất là nhanh. Cái thứ hai á, là cái phí của nó rất là rẻ so với cái hệ Ethereum. Thì cái phí mỗi lần giao dịch như vậy nó đâu đó nó khoảng 0,001 đô la. Rồi ở đây họ có so sánh, thì các video trước tôi cũng đã đề cập rất là nhiều lần tới cái TPS của Bitcoin cũng như là Ethereum. Thì ở đây các anh chị có thể nhìn qua đây, và tôi không nói lại cái phần này bởi vì các video trước tôi đã nói rồi. Bitcoin thì chỉ có 7 giao dịch trên một giây và block time của Bitcoin mất tới 10 phút. Còn mỗi một lần gửi như vậy mất cái phí khoảng 10 đô, đó là phí thấp nhất. ETH cũng từ 10 đô tới vài chục đô, thậm chí là một vài trăm đô. Rồi tiếp theo đó là hệ sinh thái của HecoChain này. Hiện tại thì họ đã có một cái support cái ví này, thì họ đã chấp nhận hơn 10 cái nền tảng blockchain. Thì cái điển hình của cái HecoChain này họ ra được đó chính là Huobi Wallet, đó là một cái ví. Cái thứ hai đó là họ có một cái sàn giao dịch, nó có cái đồng coin HT này. Thì các anh chị bấm vào đây, các anh chị sẽ vào trong cái sàn giao dịch mà tôi đã giới thiệu trước đó để các anh chị có thể giao dịch. Rồi tiếp theo đó là hiện tại đó đã có hơn 100 cái DApp đã được phát triển trên hệ của HecoChain. Thì các anh chị có hoàn toàn có thể là tham khảo qua. Tiếp theo đó thì các anh chị thấy ở trên cái mạng HecoChain này có một cái sàn giao dịch phi tập trung, đó chính là MDX mà cái video trước đó tôi cũng đã review qua. Thì các chị có thể xem lại video trước để hiểu thêm cái sàn giao dịch MDX nó là như thế nào. Đây là các cái partner của hệ HecoChain. Thì ở đây các chị thấy nó có một cái token Pocket này, nó là một cái ví cũng là multi valid luôn, là tích hợp được rất là nhiều cái nền tảng trên đây cũng khá là hay. Rồi Huobi Valid, rồi một số các cái đối tác ở đây. Ngoài ra đó thì anh chị có thể vào trong một cái trang nó có tên là defibot.com, thì các anh chị có thể vào đây chúng ta có thể review rất là nhiều thứ rất là hay. Ở đây họ có tích hợp được một cái thống kê giữa mạng ETH, Heiko, BSC, rồi OEC, rồi Polygon, rồi DAI, rồi Phantom, những cái mặt nền tảng rất là xịn sò ở trên đây. Thì họ có nêu ra ở các cái tiêu chí ví dụ như là Dex hay Landing hay là Yield Aggregator, rồi Access Bridge Oracle, rồi những cái thứ khác. Rồi các anh chị có thể tìm hiểu ở đây.
Ví dụ như ở đây thì cái mạng Heiko mà nếu như các anh chị chọn cái phần desk, có nghĩa là sàn giao dịch phi tập trung, thì các anh chị sẽ xem sau khi nó load xong. Ở đây đứng đầu là cái sàn giao dịch là MDX nè. Trong vòng 24 giờ thì có cái khối lượng giao dịch ở đây là khoảng gần 4,7 tỷ đô la nè các anh chị. Tổng cái TVL được lock ở đây là 2,7 tỷ. Rồi BXH nè, cũng của mạng Heiko luôn. Đó, rồi các anh chị có muốn tìm những cái đồng coin mà trong cái mạng này thì các anh chị vào đây các anh chị có thể tìm thêm, biết đâu các anh chị sẽ tìm ra được những cái hidden gem mà giúp cho các anh chị x10, x20, 50, x100 cũng không chừng. Thì ở đây nó có rất là tiềm năng trong cái mảng DeFi này. Rồi mảng Dex này, tiếp theo cái mảng Lending thì các anh chị cũng thấy cái mảng Heiko Chain nó cũng đã có những cái dự án ở đây. Ví dụ này Land Hub, rồi Fiuja, đó những cái dự án ở đây rất là hay. Các anh chị nhớ cái website này defiport.com. Các anh chị vào, các anh chị tìm hiểu thêm nếu như mà các anh chị là người chưa hiểu về cái hệ thống này. Rồi bên quản lý về tài sản thì các anh chị cũng có những cái đối tác đây. Rồi làm về cầu nối, có nghĩa là nối từ chuyển từ cái mạng này sang mạng khác thì cần phải có một cái cầu nối để nối ra. Thì những cái dự án họ làm về cái cầu nối này hiện tại nó cũng đang là xu hướng. Rồi Oracle là những cái giao thức làm về các cái dữ liệu giúp cho cái hợp đồng thông minh nó tiếp nhận được cái thông tin ngoài cái môi trường thực để đưa vào trong các cái điều kiện của hợp đồng thông minh. Thì ở đây có các cái đối tác làm về Oracle. Thì có một cái dự án Oracle rất là nổi tiếng, các anh chị nhớ đó chính là Chainlink. Nó làm về Oracle rất là nổi tiếng và thuộc ông Hoàng về Oracle, và điểm hiện tại hầu như cái nền tảng blockchain nào cũng hợp tác với Chainlink. Rồi, các anh chị ngoài ra các anh chị còn có thể so sánh được với các cái mảng khác rất là hay, nó giúp thống kê luôn cho các anh chị ở đây. Rồi ở đây là Polygon Matic nè. Các anh chị vào đây các anh chị có thể xem. Vì cái video này nó chỉ mang tính tổng quan cho nên là tôi chỉ review một cách tổng quan nhất cho các anh chị. Rồi, nó ở đây nó có xếp hạng về ranking thì các anh chị vào đây các anh chị cũng có thể xem qua các cái cặp tiền này họ mai ra và cái tỷ lệ phần trăm mà mình sẽ được nhận nếu như mà mình vào đây mình farm thì mình sẽ nhận được những cái phần trăm là bao nhiêu phần trăm một năm ở đây. Đó, các anh chị vào đây các anh chị có thể là vì mai cái token này vô đây các anh chị farm ra các cái dùng cái token nào theo cái cặp tiền nào đó người ta niêm yết ở đây, các anh chị vào đây các anh chị farm ra. Rồi còn anh chị nào chưa hiểu farm là gì, slugging là gì thì các anh chị tìm hiểu nha. Đây là những cái kiến thức cơ bản của cái ngành này. Rồi đây là dashboard để view những cái chỉ số tổng quan nhất. Ví dụ như là total value hay là valid balance hay là invest balance, loan các thứ. Thì nếu như các anh chị là người mà login vào đây, các anh chị đăng ký cái tài khoản ở đây rồi các anh chị giao dịch ở đây thì nó sẽ có những cái chỉ số này, nó phản ánh cái tài khoản của mình. Nó rất là hay ở chỗ là nó giúp cho chúng ta thống kê được các cái ngành cũng như các cái đối thủ đối tác, rồi chúng ta có cơ hội so sánh để chúng ta đưa các cái quyết định đầu tư nó hay hơn. Rồi tiếp theo á, thì các anh chị có thể vào trong cái Heiko Scan này nè. Chúng ta có thể xem ở đây họ có cái đồng coin về HT đó của cái mạng Heiko Chain này. Hiện tại thì nó giống như là Binance Smart Chain, họ cũng có 21 cái validator. 21 cái validator này là những người thường trực xử lý cái hệ thống của HT, và trùng hợp là bên Binance họ cũng có 21 cái validator này. Các cái validator này là những cái tổ chức họ chuyên làm về validator thì họ rất là nổi tiếng và rất là lớn, chứ không phải là những cái cá nhân mà có thể làm được cái việc này nha các anh chị. Nó rất là lớn. Rồi cái giá HT, đồng HT hiện nay là 14,5 đô. Và cái họ đo được là cái transaction của họ là khoảng 9 giao dịch trên một giây. Và ở đây là cái số block mà họ đã được xử lý ra. Đó, các anh chị có thể vào đây các anh chị xem. Ngoài ra đó thì các anh chị có thể chúng ta tìm hiểu thêm cái trang này. Họ có cả mainnet, testnet, rồi white paper các thứ. Các anh chị có thể đọc để tìm hiểu thêm cái hệ thống của Heiko Chain. Rồi bây giờ chúng ta quay trở lại cái đồng token chính của cái sàn giao dịch Huobi cũng như là cái hệ thống của Heiko Chain. Thì các anh chị thấy họ sử dụng một cái đồng, đó chính là cái đồng HT. Và cái đồng HT này hiện tại nó có 14,6 đô la. Và cái tổng cung của nó chỉ có 50 triệu, 500 triệu cái đồng token này.
Rồi hiện tại thì nó đã lưu thông được 166 triệu cái đồng token, chiếm 33%. Cái giao dịch trong vòng 24 giờ của đồng HT này là 249 triệu đô la. Và full cap thì nó là khoảng 7,3 tỷ và cái cap của nó hiện tại là 2,4 tỷ. Để tính cái cap thì anh chị nào mới đó, để tính cái cap thì anh chị sẽ lấy cái giá các anh chị nhân cho cái số token mà nó đã đang lưu thông. Còn tính full cap thì các anh chị sẽ lấy cái giá nhân với tổng cái token mà họ sẽ niêm yết ở đây và chưa được phát hành ra. Thì các anh chị so sánh như thế này, Huobi là một trong những cái nền tảng lớn có sàn giao dịch lớn không thua về Binance. Binance có Binance Smart Chain thì Huobi cũng có Huobi HecoChain. Thế thì các anh chị thấy ở đây thì cái cap của Huobi nó mới có 2,4 tỷ thôi. Trong khi đó cái cap của Binance thì các anh chị biết là bao nhiêu không ạ? Cái cap của Binance, cái đồng BNB này, các anh chị thấy cái vốn hóa thị trường của nó lên tới 74 tỷ đô la. Một con số rất là lớn. Rồi, có một cái sự chênh lệch nhẹ giữa CoinGecko và CoinMarketCap. Thì các anh chị thấy Binance ở đây, cái cap của nó lên tới 81 tỷ đô. Full cap nó là 168 tỷ đô. Trong đó Huobi cap của nó chỉ có 2,4 tỷ đô. Như vậy so với tiềm năng thì Huobi này là một đồng coin tại thời điểm hiện tại chúng ta có thể nói là một đồng coin rất ư là tiềm năng. Nó tiềm năng ở chỗ là các anh chị thấy là cái đồng coin này họ chưa có tăng trưởng một cách mạnh mẽ giống như cái đồng BNB của sàn Binance. Thì lý do mà trước đây khi mà cái đồng coin của sàn Binance là BNB nó tăng rất là cao thì người dùng người ta đổ xô người ta mua cái đồng HT này. Thì với cái tính toán của người ta là sau Binance thì HT nó sẽ là một cái chain thứ hai và nó sẽ bay rất là cao. Cho nên là thiên hạ đổ xô người ta mua thì đẩy cái đồng HT này nó lên tới là 35 đô tại thời điểm vào năm 2021 lên tới 35 đô. Và sau đó thì cái đợt điều chỉnh các anh chị thấy nó chỉ còn có 14 đô. Và đặc biệt với cái lệnh cấm của chính phủ Trung Quốc đối với crypto thì làm cho Huobi nó chịu một cái cú sốc rất là lớn. Đó chính là cái sàn giao dịch giảm đi cái khối lượng giao dịch rất là đáng kể. Và thậm chí có tin rằng cái sàn Huobi họ phải chuyển cái trụ sở đi một cái quốc gia khác để tránh cái sự can thiệp của chính phủ. Cho nên là cái thời gian này là thời gian có thể nói là rất là khó khăn với Huobi. Và để kiện toàn được cái bộ máy hoạt động thì các anh chị thấy thời gian qua là Huobi nó đã có một số các cái hoạt động để giúp cho cái hệ thống có thể là tiến tới một cái định hướng là trở thành một cái tổ chức tài chính toàn cầu. Giống như cái định hướng của Binance cũng như là Coinbase mà họ đang, cái lộ trình họ đang đi. Thì các anh chị đã biết Coinbase đã niêm yết trên sàn chứng khoán của Hoa Kỳ rồi. Thì các cái tổ chức này sắp tới các anh chị thấy họ cũng có những cái động thái tương tự. Rồi như vậy là các anh chị có thể là tự đánh giá được cái tiềm năng của đồng HT này như thế nào. Và các anh chị có thể là tùy theo cái vốn của mình các anh chị có thể hold cái đồng này. Nếu như một ngày nào đó cái hệ thống này hoàn chỉnh thì chắc chắn nó sẽ tăng. Và khi cái đồng HT này tăng trưởng thì các anh chị cũng đừng quên cái đồng MDX. Đó chính là sàn giao dịch phi tập trung con cưng của sàn Huobi này. Phần đánh giá về hệ HecoChain cũng như là đồng token Huobi và sơ lược về cái tập đoàn của Huobi Group thì đến đây là kết thúc. Các anh chị yêu quý kênh, xin vui lòng cho chúng tôi một nút subscribe, một nút like và share để chúng tôi có thêm động lực tạo ra các video mới. Và video đến đây là kết thúc. Thân ái chào tạm biệt các anh chị.